thưa cha sau khi nghe cha quảng diễn chúng con đã hiểu rồi nhưng sau khi chết thân xác con người sẽ trở về bụi đất còn linh hồn đi đâu cha hay nó sẽ bay lơ lửng trên bầu trời như các phi thuyền không gian của nga của mỹ có lẽ chắc mà đoán được rằng anh việt hải rất mong chết sớm để trở thành phi hành gia của phi thuyền linh hồn anh bay khắp không gian để chu du vũ trụ nhỉ hoan hô phi hành gia bất đắc dĩ việt hải nhưng Xin anh Việt Hải và các anh chị hãy chú tâm đến câu giáo lý của Giáo hội Công giáo đã dạy rất rõ ràng sau đây. Mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình phần trả công muôn đời cho mình ngay sau khi chết trong cuộc phán xét riêng chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô để trải qua một cuộc thanh luyện tức là vào luyện ngục hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc trên trời, tức là vào thiên đàng. Hoặc lập tức bị án phạt muôn đời, tức là vào hỏa ngục. Sách giáo lý số 1022. Như vậy, anh Việt Hải thân mến của tôi, nếu một ngày nào đó trong tương lai anh được thiên chúa gọi về bên kia thế giới thì thân xác anh sẽ trở về bụi đất, còn linh hồn anh đâu có được tự do bay lơ lửng trên không để mà chu du vũ trụ đâu. Số phận linh hồn anh đã được thiên chúa an bài định đoạt tùy theo cuộc sống của anh giữa trần gian.